đơn trên sofa, con tim như tan ra dẫn lối em trôi theo một khúc ca buồn. Giữa căn phòng anh đèn chợt tắt, che đi giọt buồn sắp rơi. Cô đơn trên sofa, sao em yêu anh ta chẳng phải em yêu anh hơn cả em mà. Để cho thanh xuân này chợt tắt, trên mi giọt nước mắt rơi. Thì ra là thế, tình nào là tình chẳng mơ phai tháng năm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không anh thì em có buồn, hóa ra chỉ mình anh đáng thương. Đừng buông lời hứa rồi lại vờ rằng dường như ta đã quên. Đừng tìm đến anh gieo tương tư xong lại đi. Nắng xuyên qua hàng mi rối bời, giữ tim anh vài giây cuối thôi. Để anh được ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ. Để anh được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kiêu xa. Cho anh thôi miệt mài nghĩ suy, ơi hãy nói anh nghe một lý do đi. Vì sao lại để anh hương sâu trên khóe mi? Vì sao lại biến cô đơn thành giông tố, nỗi buồn sóng vỗ. Ta mòn anh trôi lênh đênh trong căn phòng, rồi lại rơi xuống trên sofa. Rồi lại rơi xuống trên sofa. Cô đơn trên sofa, con tim như tan ra dẫn lối em trôi theo một khúc ca buồn. Giữa căn phòng anh đèn chợt tắt, che đi giọt buồn sắp rơi. Cô đơn trên sofa, sao em yêu anh ta chẳng phải em yêu anh hơn cả em mà. Để cho thanh xuân này chợt tắt, che đi giọt nước mắt rơi. Thì ra là thế, tình nào là tình chẳng mơ phai tháng năm. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phai màu nắng. Nếu không anh thì em có buồn, hóa ra chỉ mình anh đáng thương. Đừng buông lời hứa rồi lại vờ rằng dường như ta đã quên. Đừng tìm đến anh gieo tương tư xong lại đi. Nắng xuyên qua hàng mi rối bời, giữ tim anh vài giây cuối thôi. Để anh được ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ. Để anh được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kiêu xa. Cho anh thôi miệt mài nghĩ suy, người ơi hãy nói anh nghe một lý do đi. Vì sao lại để anh vương sâu trên khóe mi? Vì sao lại biến cô đơn thành giông tố, nỗi buồn sóng vỗ. Ta muốn anh trôi lênh đênh trong căn phòng, rồi lại rơi xuống trên sofa. Rồi lại rơi xuống trên sofa. Để anh được ngã lưng lên một chiếc sofa, để nghe một phút tim yên bình đến kỳ lạ. Để anh được sống vô tư như một bông hoa giữa bầu trời kiêu xa. Cho anh thôi miệt mài nghĩ suy, người ơi hãy nói anh nghe một lý do đi. Vì sao lại để anh vương sâu trên khóe mi? Ta muốn anh trôi lênh đênh trong căn phòng, rồi lại rơi xuống trên sofa. Rồi lại rơi xuống trên sofa. Rồi lại rơi xuống trên sofa. Nào.